Sau khi xem xong The Batman, những khán giả đủ kiên nhẫn ngồi lại tới hết đoạn credit sẽ được thưởng bằng một dòng địa chỉ trang web bí ẩn. Nếu truy cập vào trang web này và phá giải thành công những câu đố hóc búa, các fan sẽ được xem nhiều chi tiết thú vị liên quan tới bộ phim, từ dự án riêng về The Penguin tới bộ truyện The Riddler do chính người thủ vai nhân vật này là diễn viên Paul Dano sáng tác. Nhưng bí mật lớn nhất được che giấu trong trang web chính là phân cảnh bị cắt của The Joker. Phân cảnh dài 5 phút cho thấy người rơi tới trại tâm thần Arkham để tra hỏi Joker về động cơ và suy nghĩ của The Riddler đã chính thức xác nhận những đồn đoán từ trước khi The Batman ra mắt rằng bộ phim sẽ giới thiệu một dị bản mới của gã hoàng tử hề thành phố Gotham. Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong phân cảnh bị cắt? The Joker lần này khác gì với những phiên bản trước đó và sự xuất hiện của hắn có ý nghĩa gì cho bộ phim The Batman tiếp theo? Hôm nay, phía phim sẽ giúp các bạn tìm câu trả lời cho những thắc mắc đó nhé! Trải qua nhiều dị bản, Joker là một trong những nhân vật đáng nhớ nhất trên màn ảnh. Cùng với ông trùm Vito Corleone của loạt phim Bố Già, đây là một trong hai nhân vật duy nhất đã mang về tới hai tượng vàng Oscar cho các diễn viên từng thủ vai. Tuy nhiên, đó cũng là một thách thức rất lớn cho mọi nhà làm phim muốn đưa gã hề điên lên màn ảnh. Đạo diễn Matt Reeves của The Batman hiểu rõ điều này và đã quyết tâm xây dựng một nhân vật khác hẳn so với những dị bản cũ. Lần này, Joker được thủ vai bởi Barry Keoghan, diễn viên vừa góp mặt trong bom xịt Eternals của Marvel. The Joker mới có khuôn mặt biến dạng, trăng trịt những vết sẹo. Miệng và ngón tay hắn chảy máu be bét, cả đầu chỉ lởm chởm và nhúm tóc xanh. Trong các cuộc phỏng vấn, đạo diễn Matt Reeves tiết lộ muốn xây dựng một phiên bản The Joker đủ mới mẻ và khác biệt, nhưng vẫn có liên hệ với nguồn gốc của nhân vật. Chính vì vậy, ông đã lấy cảm hứng từ vai diễn của Conrad Veidt trong bộ phim câm năm 1928 mang tên The Man Who Laughs, dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Victor Hugo. Nhân vật chính của bộ phim là một chàng quý tộc trẻ bị mắc căn bệnh bẩm sinh khiến anh cả đời không thể ngừng mỉm cười. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng giúp khai sinh ra nhân vật Joker trong truyện tranh. Theo Matt Reeves, nhân vật của Barry Keoghan không giống với Joker của Jack Nicholson, kẻ trở nên điên loạn sau khi rơi vào bể hóa chất, cũng không phải là một Joker được bao trùm bởi các bí ẩn như là nhân vật của Heath Ledger. Thay vào đó, phiên bản Joker này sở hữu ngoại hình kinh dị với những căn bệnh bẩm sinh, như thể đã bị nguyền rủa từ bé và phải dành cả cuộc đời bị mọi người xa lánh và sợ hãi. Chính vì vậy, hắn dần bị tha hóa, suy nghĩ rằng nếu cuộc đời đã là một trò đùa thì hắn sẽ tự trở thành một gã hề. Chi tiết bị tật nguyền bẩm sinh cũng được nhà làm phim lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch Phantom of the Opera và bộ phim The Elephant Man. Tuy nhiên, thay vì là một con người nhân hậu ẩn náu đằng sau sự xấu xí, thì Joker này lại là một con quái vật thực thụ. Theo đạo diễn Matt Reeves, bộ phim The Batman không phải xuất phát điểm của chàng hiệp sĩ bóng đêm, mà thực chất kể về câu chuyện nguồn gốc của đội ngũ kẻ thù khét tiếng của người rơi. Nhà làm phim cho rằng chính sự xuất hiện của Batman đã mời gọi sự trỗi dậy của những kẻ phản diện nguy hiểm đó. Trong bộ phim, The Riddler là nhân vật phản diện chính. Ngoài ra, chúng ta được thấy Batman chạm trán cả với Penguin và Carmine Falcone. Tuy nhiên, The Batman vẫn ám chỉ rằng đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi và luôn luôn tồn tại những nhân vật xấu xa khác đang rình rập xung quanh thành phố Gotham. Một trong số đó chính là The Joker. Theo thông tin được tiết lộ trên trang web, phân cảnh bị cắt diễn ra sau khi Riddler sát hại ủy viên cảnh sát và để lại câu đố cho Batman. Có lẽ do bất ngờ hoặc mất cảnh giác trước sự tàn bạo của tên sát nhân bí ẩn này mà chàng hiệp sĩ bóng đêm đã quyết định tìm đến tra hỏi một kẻ giết người hàng loạt khác để hiểu được suy nghĩ và động cơ của The Riddler, từ đó hy vọng có thể ngăn chặn những bước đi tiếp theo của hắn. Có vẻ khá giống với các phân đoạn của Clarice Sterling và Hannibal Lecter trong Silence of the Lambs hay Batman và Calendar Man trong bộ truyện The Long Halloween, phải không nào? Phân đoạn này mở đầu với một câu hỏi đầy ẩn ý của The Joker. Điều này chứng tỏ rằng hai nhân vật từng chạm trán và đã thiết lập một mối quan hệ từ trước đó. Nên nhớ trong phim, Bruce Wayne mới trở thành Batman và thanh trừng tội phạm trong vòng 2 năm. Nếu vậy, chúng ta có thể phỏng đoán rằng Joker chính là một trong những kẻ xấu mà chàng hiệp sĩ bóng đêm đã đụng độ trong năm hoạt động đầu tiên, và đó là lý do giờ đây hắn đã bị nhốt trong trại tâm thần Arkham. Một chi tiết thú vị hơn, đó là theo đạo diễn Matt Reeves, đây thực chất là The Joker trước khi hắn trở thành The Joker. Ở thời điểm này, nhân vật của Barry Keoghan mới chỉ là một tên tội phạm thông thường, chưa tự tuyên bố bản thân là gã hoàng tử hề của Gotham. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, câu chuyện của hắn và Batman ngay từ đầu đã được đan xen vào nhau. Reeves cũng chia sẻ rằng phiên bản Joker này dù điên loạn song vẫn rất thông minh, hiểu rõ và biết cách thao túng tâm lý của người khác. Chúng ta được thấy rõ điều này khi hắn lập tức nhìn ra được động cơ thực của The Riddler. He's a nobody, wants to be somebody. He feels these people have all wronged him. Tuy nhiên, ngay sau đó, Joker bỗng thay đổi chủ đề và liên tục tấn công Batman, giáng những đòn đánh tâm lý vào chàng siêu anh hùng còn non nớt. This is very upsetting to you. You two have so much in common. Thậm chí, Joker còn quả quyết rằng, trong thâm tâm, Batman cũng cho rằng những nạn nhân xấu số của The Riddler xứng đáng bị sát hại. You think they deserved it. Chúng ta chỉ thấy Batman lẳng lặng rời đi trong tiếng cười điên loạn của The Joker.
Vậy có nghĩa rằng hắn đã đoán trúng tim đen của người rơi chăng? Vậy tại sao đạo diễn Matt Reeves lại quyết định cắt phân cảnh này đi nhỉ? Câu trả lời chỉ đơn giản là vì ông không thấy phân cảnh đó phù hợp với hướng đi của câu chuyện mà thôi. Và các bạn biết không, ban đầu Matt Reeves đã toan tính cắt cả phân cảnh cameo cuối phim của Joker và The Riddler đi đấy. Cũng không khó để hiểu được suy nghĩ của vị đạo diễn. Một mặt, nếu cắt toàn bộ những phân cảnh của Joker, thì câu chuyện của The Batman và Riddler sẽ được hoàn tất một cách độc lập. Tuy nhiên, có lý do cho việc Matt Reeves quyết định giữ phân cảnh cameo. Ngay sau khi tên trùm Carmine Falcone bị The Riddler ám sát, thì ngai vàng quyền lực của Gotham sẽ trở thành một mục tiêu béo bở để tranh giành. Trước khi rời Gotham, Catwoman nói với Batman rằng thành phố này sẽ không thay đổi, rằng tội ác sẽ tiếp tục trỗi dậy và thỉnh cầu chàng hiệp sĩ bóng đêm đồng hành cùng cô. Đoạn cameo của The Joker được đặt ngay sau phân cảnh này, cho thấy quả thực những sự nguy hiểm vẫn đang rình rập ở Gotham, và đó là lý do vì sao Batman không thể dừng lại để ra đi cùng Catwoman. Ngoài ra, phân cảnh cameo cũng là chi tiết cuối cùng để hoàn tất câu chuyện của The Riddler. Sau cả một cuộc đời bị phản bội và ruồng bỏ, hắn cuối cùng cũng tìm thấy một người bạn đồng hành, kể cả dù người bạn này có là một gã sát nhân tâm thần. Vì vậy, có thể thấy phân cảnh cameo ngắn ngủi của The Joker không chỉ là một easter egg hay teaser cho tác phẩm hậu truyện như thông lệ của các bộ phim siêu anh hùng, mà thực chất là một phân đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với cốt truyện. Đó chính là lý do vì sao đạo diễn Matt Reeves đã quyết định giữ cảnh này lại, kể cả khi cắt phân đoạn của Batman và Joker. Có thể các bạn không biết, nhưng việc đưa The Joker vào bộ phim đã tốn không ít mồ hôi của đạo diễn Matt Reeves. Ngay từ đầu, Reeves đã lường trước được những phỏng đoán của fan hâm mộ về sự xuất hiện của Joker, đặc biệt là sau những thông tin về sự góp mặt của Barry Keoghan, một diễn viên nổi tiếng với các nhân vật nham hiểm có tinh thần bất ổn. Vì muốn giữ sự bất ngờ cho khán giả, vị đạo diễn đã cố tình quay các phân cảnh thừa, với Keoghan đóng vai một sĩ quan cảnh sát mang tên là Stanley Merkel. Vì lực lượng cảnh sát GCPD đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện của The Batman, cho nên những phân cảnh thừa này đã đánh lừa thành công không ít fan hâm mộ. Như đã nói, phân cảnh bị cắt của The Joker không phải là teaser cho phần phim tiếp theo. Vì thực chất, chính đạo diễn Matt Reeves đã tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn rằng ông không biết liệu nhân vật này có xuất hiện trong The Batman phần 2 hay không. Nhưng các bạn đừng lo, vì nhà làm phim này cũng đã thừa nhận vẫn muốn khai thác các câu chuyện về đội ngũ phản diện trong Arkham, và vì vậy, không phủ nhận khả năng sẽ tiếp tục phát triển nhân vật Joker này đâu. Tuy nhiên, với easter egg của Hush trong đoạn băng của The Riddler, cùng với việc đạo diễn Matt Reeves và tài tử Robert Pattinson nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa những nhân vật và đội ngũ phản diện như Mr. Freeze hay The Court of Owls lên màn ảnh trong các phần phim tiếp theo, thì khả năng xuất hiện của Joker trong The Batman phần 2 vẫn là một ẩn số. Các bạn nghĩ gì về phân cảnh bị cắt của The Joker nhỉ? Liệu Barry Keoghan có vượt qua được cái bóng quá lớn của những người tiền nhiệm hay không? Và quan trọng nhất, liệu chúng ta có được nhìn thấy nhân vật này tiếp tục chạm trán với Batman của Robert Pattinson? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn phía dưới phần comment và nhớ nhấn nút like nếu các bạn thích video này nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.